Còn tiếp theo sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đến từ biên tập viên thời tiết Hương Liên. Xin chào chị Hương Liên. Phải nói là ngày hôm nay Hà Nội cũng như miền Bắc trải qua một ngày thời tiết quá là oi nóng. Không biết rằng kiểu thời tiết như thế này còn kéo dài trong mấy ngày tới không chị Liên? Vâng, thời tiết oi nóng sẽ còn kéo dài ít nhất là 2 ngày nữa. Kính thưa quý vị khán giả, không chỉ ở thủ đô Hà Nội mà nhiều nơi ở miền Bắc cũng có kiểu thời tiết như vậy. Dự báo nhiệt độ cao nhất ở Hòa Bình, Lào Cai, Ninh Bình, Việt Trì, Hà Nội, Nam Định lên mức nắng nóng là 35-36 độ, cùng với độ ẩm cao trên 60%, trời oi nóng hơn hôm nay. Trong mùa hè, thời tiết như hiện nay có khá nhiều người bị cảm cúm. Một trong những nguyên nhân là do tiếp xúc với môi trường bên ngoài và máy điều hòa liên tục. Nếu vừa ở ngoài trời nắng về nhà, khi mà cơ thể đang ra nhiều mồ hôi, lại vào phòng bật điều hòa ngay, sẽ làm ngưng trệ việc bài tiết mồ hôi. Tình trạng này gây ra mất cân bằng nhiệt và cơ thể dễ bị cảm, bị viêm nhiễm đường hô hấp. Khi về nhà thì nên bật quạt ở chế độ nhẹ trước để cơ thể ráo mồ hôi rồi mới bật điều hòa và để ở nhiệt độ từ 26 đến 28 độ C. Quý vị ở Thanh Hóa đến Đà Nẵng cũng cần lưu ý đến sức khỏe. Vì dự báo khu vực này cũng xảy ra nắng nóng 35 độ ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Hới, Huế và Đà Nẵng. Còn bây giờ xin chuyển sang các thông tin dự báo chi tiết cho một số thành phố trong đêm nay và ngày mai. Thành phố Điện Biên Phủ đêm nay và sáng sớm trời mưa mát 24 độ. Sang trưa mai nắng gián đoạn 32 độ. Thành phố Huế đêm nay có mưa rào 25 độ trời mát. Trưa mai trời nắng gắt, nhiệt độ tăng lên 35 độ. Ở ngoài trời sẽ có cảm giác như 38-39 độ, chiều tối khả năng có mưa rông. Tại thành phố Phú Quốc, dự báo đêm nay mưa vài nơi, sáng sớm trời mát 25 độ. Trưa mai, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất là 31 độ, chiều tối có mưa rông, cần đề phòng sấm sét và gió giật mạnh.